cho bà con đi. Bà con thế bí thư cũng trong đội này mà. Hay là không nhận tiền? Hả? Vất vả cho anh tháng quá. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ông, đúng không? Không được, ui cái. Rồi, gãy nữa. Gãy. Mọt lắm anh ạ, ui, không xốp đâu nhá. Ui. Cả làng còn mỗi bể này à? Nước ăn nước giặt tất. Ví dụ ôi sụt bàng này quá đỉnh cao. Toàn cái gọi là cái gì nhỉ? Cái giải à? Hôm nay là gọi là ba chỉ. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại Hoang Mạc Đá và được trở lại đây cùng với cả một người bạn mà các bác cũng được xem trong cái chương trình xuyên Việt của Tất Thắng 70 ngày cùng với cả bạn Tú xe đầu kéo. Và hôm nay thì bạn Tú trở về đây với một cái chương trình rất là ý nghĩa, hỗ trợ bà con nghèo cùng với cả các nhà hảo tâm trên kênh của bạn Tú. Ngôi nhà mà được thực hiện và giúp đỡ tại đây thì các bác theo dõi video của Tất Thắng cũng đã biết được ngôi nhà này rồi. Đó chính là ngôi nhà của hai ông bà, đây là có hai người mù, đó là em Phứ và em Mỹ, được hỗ trợ qua kênh của bạn Tú là 70 triệu. Thì Thắng đã thông báo cho gia đình và ở đây thì mặt bằng và điều kiện thì gia đình và thôn là anh Sinh đã từ cái hôm mà được nhận thông báo thì đã về đây, đã cho gia đình đập đá và san lấp mặt bằng, tạm thời cũng là rất là ổn rồi. Thì chỉ chờ đến khoảng thứ hai này thì cùng với cả chính quyền địa phương thì họ vào đây cùng với cả anh em Tất Thắng với cả bạn Tú xe đầu kéo sẽ làm một cái lễ gọi là khởi công hai ngôi nhà tại thôn này. Đấy, và cũng xin được chúc mừng cho thôn của anh Sinh và hai hộ gia đình ở đây được nhận tiền và làm nhà trong cái chương trình hỗ trợ những hộ nghèo xóa nhà tạm. Đó, phải nói rằng rất là tuyệt vời. Qua đây thì gửi lời cảm ơn đến bạn Tú rất là nhiều. Hôm nay thì đến đây, thời tiết thì tối hôm qua thì là nó là 10 độ. Và bây giờ thì nó ửng nắng lên rồi, Thắng nghĩ là giờ nó cũng chỉ khoảng 15, 16 độ thôi. Và thời tiết hơi là lạnh một chút. Bạn Tú thì cũng vất vả đi xa mà hôm đấy đến Hà Giang trong đêm mà anh Sự anh ấy đón. Mà Thắng hôm đó vẫn còn bận việc cơ quan. Và đến hôm qua thì Thắng vẫn phải di chuyển vào Bắc B. Hôm nay thì mới sang đây để gặp bạn Tú được. Và nói rằng là bạn Tú đã di chuyển rất là xa và để đến được Hoang Mạc Đá này hỗ trợ bà con thì nói rằng là tuyệt vời. Bây giờ thì nhường lời cho bạn Tú một chút trên kênh của Nguyễn Tất Thắng đến khán giả của kênh Tất Thắng. Rồi, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì Tú rất là vui được quay trở lại Hoang Mạc Đá là thay cho nhà hảo tâm trên kênh xe đầu kéo Vlog, đó là cô Hà Thanh. Thì có tài trợ cho bà con là căn nhà đây là trị giá là 70 triệu. Thì hôm nay lên đây thì Tú sẽ giao trước cho bạn Thắng là 60 triệu trước. 60 triệu. Rồi hôm sau là sẽ giao tiếp là 10 triệu. 10 triệu. Bởi vì là mình ra mình rút theo thẻ thì nó có giới hạn theo ngày ấy. Ok. Nên là mình không có rút được đủ hết. Vì thực ra là Tú xem những cái chương trình của bạn Thắng thì cũng biết rằng là làm ngôi nhà ở đây thì bà con rất là đoàn kết. Và khi nhận được thì là đã tiến hành san rất là nhanh chóng. Và thứ hai nữa là so với cái giá tiền mà bỏ ra 60 đến 70 triệu đã làm được những căn nhà gọi là rất là tốt rồi ở Hoang Mạc Đá rồi. Mặc dù là cái quãng đường vận chuyển vật liệu này rồi mọi thứ lên đây nó rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà phải nói là khi Tú được hôm qua được em Mí Tủa đưa đi để xem những cái căn nhà mà bây giờ xây mới lại còn đang được ngăn lên cả phòng nữa thì rất là hài lòng. Nhà là sẽ là xây theo hai phòng. Đấy. Đấy. Cũng chia sẻ với cả bạn Tú với cả các kênh đã đến Hà Giang và đã hỗ trợ Hà Giang thì nhà thì sẽ cố gắng là hỗ trợ là xây trên khoảng 60 m² và có hai phòng và lợp bằng ở đây là phải lợp bằng tôn lạnh để hứng được nước trời. Đấy, và ở đây rất là thiếu nước. Đấy, bạn Tú ở đây thì bạn sẽ nắm được thiếu nước như nào, chia sẻ với cả các khán giả trên kênh của bạn Tú. Ở đây thì mùa khô, đây là đang đúng vào mùa khô rồi, mùa khô hạn.
Đấy, xây nhà này xong thì cũng nhà cũng hết nước luôn. Tại vì bể dự trữ nước cũng chỉ được khoảng tầm độ 15-20 khối thôi. Tất cả sẽ dùng vào để trộn vữa cái thứ nữa. Thế là và nhờ anh em bà con hàng xóm vận chuyển vật liệu từ ngoài kia vào đây. Đó. Và cái số tiền này thì sẽ là 20 triệu tiền công và khoảng 50 triệu tiền vật liệu. Đấy là thông báo để cho bạn Tú nắm được. Và di chuyển thì quãng đường từ kia vào đây thì vận chuyển thì sẽ là gia đình và thôn. San lấp mặt bằng đây cũng là thôn. Mấy cả gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ cùng với cả cái chương trình của bạn Tú. Đấy là thông báo cho bạn Tú và cô Hà Thanh cũng nắm được. Và qua đây Thắng được gửi lời cảm ơn đến kênh Xe Đầu Kéo và nhà hảo tâm trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog. Rất mong rằng là sẽ còn nhiều các nhà hảo tâm trên kênh Xe Đầu Kéo sẽ cùng nhau chung tay hỗ trợ bà con nghèo ở Hà Giang để xóa nhà tạm cũng như là xây dựng những cái ngôi nhà mới khang trang hơn cho kịp với cả miền xuôi. Ở đây thì bạn Tú, bạn kênh Xe Đầu Kéo sẽ chia sẻ những cái hoàn cảnh cũng như là những cái con đường hay là những cái điều kiện vật chất cũng như là khó khăn thuận lợi ở đây như thế nào. Bạn Tú bạn ấy ở trong vòng khoảng vài ngày thì các bác sẽ đón xem trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog, nó sẽ nắm được rất nhiều những cái khó khăn, những cái thuận lợi gì ở đây. Nhưng mà thuận lợi thì chắc là ít, còn khó khăn thì nhiều. Đấy. Và bây giờ thì Thắng đã nhận 60 triệu rồi. Số tiền này thì Thắng sẽ bàn giao cho những cái người anh em hoặc là những cái người mà Thắng tin tưởng để trực tiếp đi mua vật liệu. Và những cái số tiền mua vật liệu như nào thì sẽ được công khai trên kênh của Tất Thắng cũng như là kênh của em Hiệp hay kênh của cháu Tủa để mọi người có thể nắm được trong cái chương trình mà anh em Tất Thắng hỗ trợ bà con. Đấy, bây giờ bạn Tú thì cứ ở lại đây, còn Thắng sẽ di chuyển sang bên kia chỗ nhà chị Và mà Thắng giúp một ngôi nhà bên đấy. Xong là sẽ quay lại trưa ăn cơm ở đây với cả gia đình Bắc Phứ này. Rồi, nhá. Ok nhá. Anh em đi nhé. Rồi. Bây giờ Thắng sẽ di chuyển sang bên nhà chị Và, mời các bác sang bên đó. Đây là cái này đang phá đá rồi đây đúng không? Vâng ạ. Cái này là được mấy ngày rồi? Được 3 ngày rồi. 3 ngày được à? Vâng ạ. Đây ngày trước là cái vết tường nó đá cao tầm này đấy. Đá cao tầm này đây đúng không? Còn vệt đây đúng không? Vâng, làm một ngày là từ đầu kia vào đấy đây. Đến một ngày rồi. Mấy anh em đang làm ăn cơm kìa. Vâng. Đây khoét hết ra đây à? Cái thế sau này là cái tường nó xây tiếp vào đây à hay như nào? Tường là phải để chỗ này. Tường đấy. Tường ở tầm đấy. Vâng, Đây là bếp. Chào các anh em. Đội quân này là bao nhiêu người hôm nay đang làm đây? Đội quân này là hả? Ngày đầu tiên là 10 mấy người nhưng mà dần dần lại mất một hai người đi. Sao mất? Mình đi đâu? đập đau tay quá. Đập đau tay. Đập đau tay nghỉ à? Vâng. Thế chỗ này là bếp nhá. Đấy, san ra. Ôi dồi, nó đã san bằng cái bể rồi đúng không? Vâng. Đây cái này là nhà này là cũng ngày mai chở được vật liệu chưa? Hả? À? Có vật liệu thì chở luôn. Ngày mai gì? Vâng. Thế là Hiệp xem là triển khai ra cả nhà này nữa. Vâng. Để có cả hai bên vận chuyển vật liệu. Vâng. Đấy, vì thứ hai là khởi công thì khả năng thì sẽ để ở phông ở bên nhà bên kia, bên chỗ nhà bên nhà mù ấy. Vâng. Đấy. Đây đội anh em ở đứng hết đây nào. Lực lượng này xem nào. Lực lượng này là xong là xây luôn à? Vâng ạ. Đội này xây có ổn không? Không, chính thắng đội này thì chỉ là đập đá mới lại làm mạ bàng thôi. Xây nhà thì có một độ khác. Có khác gì? Vâng. Nhưng mà công là bảo là đấy là chỉ có trong khoảng 20 triệu rồi đấy. Vâng ạ, nó trước thế ạ. Nói trước rồi đấy nhá, không đến lúc là mai kia lại bảo là úi rồi 25 với cả 30 triệu. Không có rồi ạ. Đấy là nói trao đổi với anh em. Còn chiều rộng là 6m3. Vâng. Và chiều dài là 9m3. Vâng. Đấy. Hủ bì. Chiều cao. Chiều thu hồi nóc. Thu hồi nóc 4m mấy đấy? 38. Hè là 1m2 nữa. Hử? Hè nữa. 38 hay là 4. Trên đỉnh nóc này gì? Vâng. 4m. 4m. Mấy giờ ở đây thì vừa ngay Tú là nó đưa 60 triệu rồi. Vâng. Thế là đưa cái này tiền này thì cũng đưa lại cho Hiệp luôn. Hiệp. Đấy là 60 triệu này là ngay Tú đưa đây là thì chi luôn cho vật liệu. Vâng. Chở vật liệu. Tổng hai nhà sẽ là 130 triệu. Vâng. Đấy, nhà này là 60. Vâng. Đấy là kênh của em Thắng giúp đỡ.
Và các bác cũng theo dõi kênh của Tất Thắng rồi, cũng biết được rồi là đây là cũng là trong năm nay Thắng cũng bỏ ra rất là nhiều để hỗ trợ bà con. Đấy, cũng không phải là kể lể hay bất cứ một cái gì đâu, nhưng mà cũng mong rằng là quý cô bác theo dõi, ủng hộ những cái mặt hàng kênh của Tất Thắng. Đấy, để cho Tất Thắng từ giờ đến cuối năm biết đâu lòng hoàng lại làm thêm được ngôi nữa. Đấy, chung tay chia sẻ cùng với cả cộng đồng. Mỗi một sản phẩm mà các bác mua của Tất Thắng đều được hỗ trợ bà con nghèo. Đấy, và ngoài ra thì các bác mua sản phẩm của kênh Tất Thắng từ 600.000 trở lên sẽ được tặng trà San Tuyết cổ thụ, một trong những cái loại trà rất là ngon ở Hà Giang. Thắng nói thông báo cho quý cô bác anh chị cũng được biết. Cũng chúc cho đội anh em này sẽ cố gắng là sớm hoàn thành mặt bằng trong khoảng 3-4 ngày nữa, để xong trong cái là cũng cùng nhau để triển khai luôn. Và bây giờ tạm thời đưa cái máy khoan này để chuyển sang bên kia. Còn mấy anh em này có đập được không? Thế còn máy khoan nào nữa không? Anh em đây cứ cào cái đất trước đó. Cào để cho nó trơ đá ra, đúng không? Đấy, nên là tinh thần là nắm là được như vậy. Đấy, còn tổng là 130 triệu trong hai ngôi này thì là sẽ bàn giao tiếp sau. Vâng. Còn ngày mai ngày kia cũng là bạn Tú bạn bàn giao 10 triệu nữa. Đấy, trong ngôi nhà đấy là 70 triệu. Đấy, chia sẻ với cả bí thư là như vậy. Đấy, là bí thư cũng nói rồi, tôi không được nhưng bà con được cũng như tôi được, đúng không? Bí thư cứ vinh dự là năm nay là có cái ba cái ti rất vui, là bí thư nghi là bà con được thì cũng như là bí thư được thì... nghi á bà con bí thư nghi nghi, nghi. Nghi là bà con được thì cũng như là bí thư được bà con vui. Bí thư phải nghĩ. Bí thư phải nói là bí thư nghĩ nào, nghĩ bí thư nghĩ à, bí thư nghĩ đấy, chứ không phải bí thư nghi là bí thư nghi là bí thư nghi là bà con được cũng như tôi được là không đúng. Bà con nghĩ là nhá. Ok thôi, bây giờ anh em tiếp tục làm đi, vừa ngày ăn cơm rồi đúng không? Đấy là thông báo để cho anh em được biết được là như vậy. Ở đây có mấy anh em thợ hả? Tổng mấy này, 1, 2 đây cũng thợ à? Vâng ạ. Mấy ông mấy ông, có mấy ông tổng mấy ông mà đập bảo đau tay quá là ấy. Hôm kia kìa là mà 10 hôm qua là 11 người. Nhưng hôm nay là mấy người nhỉ? 8 người. 8 người. Thôi được rồi. Ông này dừng tay lại. Xếp hàng vào đây, 8 ông xếp hàng đây. Hiệp mày đổi cho anh cái tờ 1 triệu này, anh cho mỗi ông 100. Được. Đổi lên 1 triệu. Đây là tiền của em Thắng. Trưởng thôn cũng đây nhận tiền nữa luôn đi. 300. Trong đội thợ luôn đúng không? Có tuổi lúc xe này. Sao tôi tiền? 1 triệu chưa? Chưa, còn 1 đồng nữa. Đấy, bí thư với trưởng thôn xếp hàng vào. Vâng. Cho bà con đi. Bà con thế bí thư cũng trong đội này mà. Hay là không nhận tiền? Hả? Vất vả cho anh tháng quá. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ông, đúng không? Ừ, đây. Đây là thấy phá đá vất vả quá. Vâng, xin tử. Cho, anh. Đây, cho mỗi anh em 1 đồng nhá. Đây. Anh có nhận tiền không? Hả? Rồi. Đấy. Cho chàng vào tay nhá. Đấy. Nhận được tiền vui chứ nhỉ? Mấy anh em phải cười lên chứ, nhận tiền mà nhìn cứ như kiểu buồn như đưa đám này. Hôm nay có anh Thắng vào thì cho cả tiền cho đội làm này cũng là tuyệt vời quá. Tuyệt vời nhỉ? Cảm thấy đội anh em làm thì cứ vui một chút. Vui. Nhưng mà cho tiền là không được uống rượu đâu nhá. Cố gắng làm cho xong. Cho... Thứ hai là vào khởi công là không thấy mặt bằng thì cám chết cho tôi. Thứ hai là vào là phải xong hết mặt bằng rồi đấy. Ngày nào không được nghỉ tí nào đó. Cố làm cho xong hoàn thiện đi. Thôi anh em đập đá tiếp đi. Đi sang bên nhà bên kia. Nè quả nhá. Nè khai cho à đấy, nè ủa cho mẹ chút đủ. Nè bo cho chút đủ rồi. Ông nhà này là phải giữ lại tôn của quê anh ạ. Vì khi làm xong là phải giả lại ván cho anh trai. Thế à? Vâng. Rồi để lại phành tôn này là quay cái nhà bếp. Đúng rồi, quay bếp. Quay vâng. Cái bếp này gì? Vâng. Cái ván này là trả hết cho nhà anh trai. Nhà anh trai. Tất cả đều là đây, cái, anh trai. Cái ván này á? À? Vâng. Nó đòi lại à? Đó chứ. Hả? Mày mượn thì phải có trách nhiệm để trả lại cho anh.
Ừ. Vì nhà đấy là có một con trai lớn đang đi bộ đội chuẩn bị về. Vâng. Thì nếu mà lấy vợ mà. Thế có nghĩa là bây giờ lại tháo cái tôn này xuống. Vâng. Để bưng cái này á. Bưng cái nhà bếp anh ạ. Nhà bếp. Khi mà mình làm xong ấy thì mình giữ lại để làm nhà. Thế thì cái gì là bếp? Bếp thì nếu mà phải có bộ lông. Có bộ lông. Cái nhà này là coi. Bây giờ không thì bây giờ cứ mang cái mái tôn này cứ sang lợp trước đi. Vâng. Còn nấu bưng thì tính sau. Vâng. Thì tạm nghĩa là làm sao mà thiếu thừa thì như thế nào thì mà... sẽ sàng xê. Vâng. Với lại hôm nào là giữ luôn cái nhà này là phải lập luôn một cái bếp ria để anh em vào làm cái nhà này có nấu nướng cho anh em. Và bây giờ thì Thắng sẽ di chuyển về bên phía cái nhà mù bố tên là gì nhỉ? Giang Mỹ Thọ. Cái nhà đấy thì hôm nay Thắng cũng mua thịt bò này, đấy, thịt lợn này, lòng nước thứ này anh em đúc lòng đúc việc đấy, nấu cơm ăn cơm ở bên đấy. Đấy và Thắng đi đến đâu thì các bác cũng thấy được rằng là nhiều các bác bình luận là Thắng là ăn uống là phè phỡn quá, nhưng mà thực ra Thắng ăn với bà con thôi. Đây là mua đồ Thắng cũng bỏ tiền ra chứ không phải là tiền của bất cứ một ai cả. Đấy, nhiều lúc thì cũng có người cho Thắng là bảo cho tiền đi đổ xăng đấy để đi đấy, có người cho tiền để mua thức ăn để đi ăn cùng với bà con đấy, là Thắng cũng cảm ơn rất là nhiều. Đấy, và Thắng đây là mua đồ và là mục đích là các bác biết đấy. Đây là bữa cơm của các anh thợ này, lúc Thắng vào là họ đang ăn đấy. Đây là vẫn còn nguyên đây, đây là rau này. Đấy. Mén mén này, đấy, các anh thợ ăn xong là vẫn còn chưa dọn. Để các bác biết được rằng là họ rất là vất vả. Thắng vừa ngãy đây vào, nếu mà Thắng mà phân tâm ra được, chia đôi được người Thắng ra thì Thắng cũng không phải cho tiền đâu. Thắng sẽ mua đồ ăn 1 triệu đấy, mua cho đội anh em này thợ này ăn thịt, nó cũng sướng. Nhưng mà Thắng rất là áy náy nên là vừa ngãy là Thắng nhìn thấy họ ăn rất là khổ. Thôi cho anh em là mỗi người 100, đấy là ủng hộ cho... các anh em người ta đập đá cái này rất là vất vả. Vất vả đấy. Ngày xưa Thắng nhiều lúc ước mơ của Thắng ngày xưa bé, các bác mỗi bữa Thắng còn nói mẹ Thắng là mỗi bữa con chỉ cần một miếng thịt gà bằng hai đầu ngón tay thôi. Nhưng mà lúc đấy không có ông Bụt hiện ra đấy, và cũng không có ai cho mình cái gì cả. Nên là bây giờ Thắng chỉ mong rằng là đến được bà con, giúp đỡ bà con có được thịt ăn. Vâng. Bí thư công nhận là tôi đến là có bữa nào không có thịt không? Lúc nào là anh Thắng đấy là bữa nào có thịt. Mà cứ đèo như thế là anh Thắng đấy là bà con rất mong chờ đợi. Chờ đợi. Cứ ăn thịt là chờ đợi. Cơ mà dạo này anh Thắng đấy là có thịt rồi. Thôi nhờ anh em mình sang bên đấy về lại nấu thịt ăn cơm. Vâng. Các bác thấy được rằng ở đây củ cải tràn lan luôn. Thắng đi nhổ mấy củ tí nữa về nấu. Đó. Củ cải đây. Kinh khủng. Củ cải. Củ cải là của nhà bí thư ấy. Nó bí thư vừa nhổ đây đúng không? Vâng. Đây. Tiếp đây. Như nhân sâm ấy nhỉ? Nhỉ? Ừ. Đây. Nay ngang ấy, cái này phải nay ngang. Để đấy. Gãy đấy. Củ này 4 nhánh. Này đá nó chọc rồi còn hết rồi. Củ cải. Củ đấy không được đâu mẹ. Củ đấy không được, không được. Nó sâu quá, gãy. Được. Sâu lắm. Em nhìn thấy củ này nó không lên mấy. Lắc phải lắc ngang. Bới rồi. Sâu nhỉ. Không được. Ui cái. Rồi gãy được. Gãy. Ngọt lắm anh ạ. Ui, không xốp đâu nhá. Xịt luôn. Vẫn. Đấy. Ui giời. Hai củ một cân. To nhá. À. Đây, củ này nữa này. Đây. Củ trong còn to hơn. Đấy, sát đấy luôn. Cái này còn nhổ không muốn về luôn. Càng nhổ càng thích. Bí thư đến rồi. Nhổ nhiều nữa đây. Thêm nữa đây. Bí thư bảo. Bí thư nhiều đi. Tí nữa mình về nấu canh. Ờ.
Ở đây đi cầm bác. Nhìn như kiểu sâm đấy nhỉ anh nhỉ. Đây nhổ thêm mấy củ nữa này. Mấy củ nữa đi. Đấy. 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 Đấy mấy cái củ vừa vừa. Củ vừa vừa. Hôm nọ lấy đi dưới kia bán họ khen ngọt lắm anh ạ. Nghe ngọt chứ. Vâng. Nhưng mà ăn rồi đừng có chọn tha củ to. Tao bí thư nhấc lên để tôi chụp cái ảnh đó nào. Nhưng mà chưa xốp đâu mà, cái này thì còn ngon lắm. Này, củ này như sâm. Như nhân sâm luôn. Từ giờ này Tết là phải xốp ấy. Và bây giờ thì thoải mái đúng không? Vâng. Tết là xốp. Đó màn. Đây là bà con đi lấy nước ở vùng cao ấy, hiếm nước lắm các bác ạ. Mùa này các bác thấy được rằng trên hoang mạc đá rất là thiếu thốn về nước ăn. Các bác đến để xem cái nguồn nước ở đây nó như thế nào nhá, khô cằn sỏi đá. Đây, chung nhau một cái mỏ nước. Đấy, các chị em đang giặt rũ. Còn nước không? Wow. Đây, cái bể nước đây. Đấy, trồng trò hết vào đây. Cả ăn và giặt rũ. Lùi về luôn à? Đổi can. Kìa, nhà em mủ bên kia. Đấy. Đang khoan đá đấy. Hai mi nhỏ. Úi giời. Xuống đây múc à. Wow. Nước thiếu thốn quá. Úi giời. Cả làng còn mỗi bể này à? Rồi nước. Nước ăn nước giặt tất. Đấy, các bác thấy được rồi. Đấy, nhà mù kia nếu mà hết nước là cũng phải ra đây xách. Đấy, nước ăn đây. Đấy. Khó khăn quá. Tất cả giặt rũ. Khô hết rồi. Hoang mạc đá. Cỏ cây cháy hết. Hai em bé này đi theo mẹ ra đây giặt. Thôi, thắng đi về nhà em mù nhé. Các em mù chê nhá. Tít bên kia. Thế nên là thắng còn rất mong rằng là quý cô bác theo dõi video của Tất Thắng còn biết được về vùng này, còn hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa. Đó. Vì ở đây văn hóa đời sống tinh thần rồi cũng như là điều kiện thiên nhiên rất là khắc nghiệt. Đó. Khó khăn, trồng được cây rau cải nó cũng khô cằn lóp ngóp. Chả có rau. Đây, rau cải tím ngắt này. Bẻ cái rau này về ăn sống. Rất là ngon. Cái rau cải này nó có lông. Cái này ăn mấy cả thịt bò gác bếp, thịt trâu gác bếp cũng ngon lắm. Đấy. Cải tím.
Tí nữa bảo mấy thằng cháu à. Tím ngắt như này cơ mà. Khô cằn quá. Đây, hôm nay Thắng mua thức ăn này. Nhà này đang san lấp mặt bằng trên này. Lòng nghe. Lòng đúc được chưa? Đang đúc rồi chú. Đúng rồi. Thịt bò chưa ai thái à? Thái được cái rau cải tím này. Tí nữa ăn thịt bò à? Đồ mèn mén à? Chín rồi à? Chín rồi ạ. Thôi cho xuống để còn nấu cái khác. Thế nồi kia nấu gì? Kia nấu thịt lợn á. Thịt lợn à? Nào thịt bò nấu không? Hai chị em. Hiểu ra đấy, biết là sợ cái gì trên bếp có. Mấy ấy mèn mén? Hai Âu cả. Vâng. Ừ. Một Âu thôi. Ừ, một Âu à. Cái thịt bò kia. Thịt bò thái. Thái ra để ấy gừng luôn. Có một phần là thái rồi đấy. Cái này khả năng một phần nữa chiều mới hết được. Chiều Tú nó ở đây nấu ăn với cả bà con. Đây còn túi nữa này. Không ăn hết đâu. Gừng với cả ấy đây. Gia vị đây. À đây. Sốt vàng hay xào ấy? Sốt vàng xào được tất. Các bác nào mua lá đắng thì gọi qua số điện thoại này. Đấy. 0382933933. Đấy. Đây. Giải rượu mát gan. Hạ huyết áp, ổn định huyết áp luôn. Bác mua mặt hàng này thì alo với cả Tất Thắng. Còn rất nhiều những cái sản phẩm nữa. Các bác có thể gọi qua kênh của Tất Thắng, ủng hộ Tất Thắng để giúp đỡ nhiều gia đình nữa. Tí nữa Thắng nấu cho. Thịt bò này nấu ấy được. Lá đắng được. Tí nấu ít. Này anh Sự rửa củ cải. Củ cải vừa ngãi Thắng nhổ đây. Đúng chưa? Đã đời chưa? Hai củ một cân luôn đấy nhỉ? Đến đấy. Đến không? Đến. Ấy. Nước ở đây rửa mát lẹm luôn. Bút hết cả tay. Hôm nay thời tiết là 10 độ. Ui. Sờ vào như kiểu sờ vào tủ đá luôn á. Anh nhìn thấy củ này kia không? Kia luôn. Củ này giống cái gì ấy nhỉ? Củ này chắc là để mình để dành. Đây. Củ này để chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng à? Đây bà bỏ hết lá vào. Đây. Đến hồ đây rồi. Đến hồ là đám mai. Này Tú ơi. Ông thấy củ cải của tôi đặc biệt không? Có ấy nhờ. Ừ. Ôi mày. Này giống hai nhánh luôn à. Giống như củ sâm nhỉ? Củ này ba nhánh luôn này. Đây, giống như kiểu bàn tay hai ngón đấy, ba ngón đấy. Tập này là ăn đang ăn được nhỉ? Chứ to quá không ăn được nhỉ? À, ngon lắm. Cái này là mình luộc à? Hay là làm món gì? Luộc. Luộc. Cái này về kho thịt ngon lắm.
Ơ, hai củ này không làm à? Well, thì tí nữa rửa. Hử? Tí nữa mới rửa. Khó rửa. Rửa được, tí nữa rửa tiếp. Xả là mấy nhá. Thấy mấy anh em đang khoan đá trên kia kinh nhận. Bấm 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 bấm. Có viên như kiểu xẻ ấy. Ừ. Gia vị sốt vang. Chín chưa? Được rồi chú ạ. Này đông người ăn đấy. Vâng mà chế thêm nước vào đây xong rồi cháu thả cái lòng vào luôn này. Đấy. Cho nước nó nguội cái là hơi ấm mát mát đi cái là cho lòng vào luộc. Đấy. Vào đây là cứ thịt đầu, thịt mặt, thịt mỡ là bà con thích rồi. Không cần phải các bác mà mua thịt nạc vào đây, thứ nhất là thịt nạc giá ở vùng cao, thịt lợn đen nó rơi vào khoảng 150.000 một kg đến 170.000 kg. Thì thịt mặt, thịt mỡ thì nó chỉ rơi vào khoảng 100.000 đến 90.000 thôi. Thì các bác mua được nó tiết kiệm hơn rất nhiều, mà bà con ăn thích ăn cái kiểu này luôn. Đấy, thêm hết luôn đã. Đó, rồi bây giờ cháu thả lòng vào đây, luộc. Đấy, cho lòng đây luộc không là anh em nó đỡ bị vỡ. Đấy nhỉ? Mét lòng luôn. Dài cả mét luôn đấy. Đấy, đấy. Wow. Đó, ok luôn. Đừng đậy vung. Bây giờ vót cái cây thì tí nữa châm. Đừng châm vội, cháu cứ lật qua tí thôi, đừng châm nó vội, chưa được đâu. Lửa không cần đấy, lửa cứ lom rom này là vừa tầm đó. Đấy, một tí nữa mới châm cứng này. Đó, tí nữa châm. Sốt vang này đúng không? Thịt bò này đúng không? Kế này xong em lọc một tí, hình như còn là không thì em lấy cái tiết kia, em đánh tiết canh để tí nữa cho vào đây nấu canh đắng. Vâng. Đánh cái tiết đi cho nó đông tí nữa. Vâng. Đây em đốt bếp cho nó sạch. Rồi bắc lên đi, ông này ông khác đốt bếp cho. Cho tí nước vào nữa. Bây giờ nó có cho nước để đạo diễn thôi là. Chú sự lấy cái mè kia đi rửa rồi à? Không. Và vẫn còn ít rau thơm đấy để tí làm canh đắng này. Không có ai rửa đâu, ai rửa đâu. Cứ quánh cái tiết kia đi là tí nó cho vào nấu canh đắng là chuẩn nhất. Lá đắng hôm nay mang đi cho anh em uống cho nó mát gan. Đấy, lòng này, mang này. Nó khi nào nó trắng trắng ra như này thì bắt đầu anh em nó châm nhá. Châm cho kiểu nó căng quá, có độ căng quá rồi đấy. Bên này là sốt vang, món sốt vang đầy nồi luôn. Sốt vàng rồi cho đảo. Nên các bác thấy được rằng là
lòng anh em Thắng là mua vào đây là nấu, bà con ở đây cũng chưa biết đúc lòng à. Đúc lòng là nấu sốt vàng, nấu sốt vàng thì cần cho gia vị thêm vào như này là ok rồi. Đó. Đấy món lòng này. Bò. Đấy. Sau là bà con là thi nhau là nấu lòng theo kiểu mình đúng không? Ở trong này nhiều người không biết nấu. Chưa biết đúc lòng. Đa số là không biết. Kia cho lá đắng nữa vào là ok ấy. Cái rau cải này để ăn sống hay làm gì đấy anh? Anh ăn sống ạ. Sống không? Nó cải tím mới ăn nó cay. Đang cho nó thông mũi. Cái này bảo cho nước vào đây đi, để cho củ cải vào đây nấu ấy. Cho nước đây được. Hả? Thả thẳng luôn củ cải vào đun cùng luôn. Kia bảo anh kia bốc củ cải vào. Rồi chuẩn bị mang cái mẹt ra đây để hứng lòng đây. Lòng cho ra được rồi đấy. Một cái ấy đấy đủ không? Củ cải ấy. Bốn bàn rồi à? Bốn bàn rồi đủ đấy nhỉ? Đúng không? Anh đổ luôn vào ấy. Bốc đổ luôn vào chảo cái để đun. Được chưa? Lòng được chưa? Đấy. Hốc lửa mạnh lên. Sao? Mù đi mượn ghế, đang cười. Mù nhưng mà đứa em nên dẫn đi thôi. Đang cười mù đi mượn ghế. Được rồi mà, nước ra nước trắng rồi mà. Chưa một tí còn... nó còn mấy đó. Không không à. Luộc lòng này cũng phải năng khiếu ấy, không là vỡ hết. Ông nào mà cứ mạnh tay đốt lửa mạnh là hỏng luôn. Cứ về lửa mà gần như là nước nó không được sôi ngục ngục lên. Không nhìn thấy nước sôi lăm tăm lên. Nó cứ riu riu thế thôi. Cái này phải kiên trì. Không được đốt mạnh. Nghĩa là lúc nó sôi rồi mình chỉ ủ rồi. Không sụp lửa lên. Không được thốc lửa mạnh. Vớt vớt luôn nào. Kia rồi, vớt lọc ở kia mà. Vớt lọc ở kia mà anh. Cái khay kia mà cái này thôi anh. Anh xem cái thớt mà ông ngãy rửa ấy, thái ấy. Cái củ cải ấy. Củ cải ấy. Thớt đấy rửa. Được rồi, mang túi lá đắng ra đây. Cho tiết vào trước nhỉ. Nấu tiết đã. Mình xem kiểm tra tiết kia có đông được không? Vừa mù thêm tiết. Được rồi ấy thủ ạ, chú nhìn thấy nước ổn rồi mà. Đấy. Sao mở vung rồi sẽ vang làm gì đấy? Đầy nó tràn. Thái đi. Ui, mấy mét đây? Tính. Chúng tay rồi. Nguội ra này, ổn đấy. Thơm phức luôn. Ngon nha. Ấy, bà con sau này cứ đúc lòng đúc nước ăn này có phải ngon không? Nhờ. Vâng. Thắng cố một nồi kia.
Đấy, vâng nha, đây nha, lá đắng. Riêng các bác này, bác mua lá đắng của Tất Thắng, riêng cái gói này là anh em Tất Thắng đã làm sẵn rồi, vò sẵn rồi. Mọi khi là anh Sự anh đi là cứ phải vò à. Nhưng mà đây là vò gia đình Thắng làm hết rồi, sạch sẽ rồi. Các bác thì chỉ bốc vào, thả vào như này thôi. Đấy, một gói này chắc phải nấu 50 bữa. Đấy, loại vò sẵn này rồi. Cái này xôi lên mới bốc nhỉ? Ừ. 300.000 một gói này, các bác nào mà Tết ấy, mùa đến Tết rồi, nhà nào mổ lợn mổ giếc mà mời miếc anh em đông ăn uống rồi là tiệc tùng các kiểu ấy, đường ruột đường giếc ấy, rất là tốt đấy. Mát gan bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực. Anh cứ bốc thả vào đi. Đấy, một nồi to này ăn cả nhà. Đấy, bốc hai nhóm kia là thoải mái rồi. Đấy. Bác nào mà ăn mà ấy thì à, cái riêng một được rồi. Riêng một cái túi này các bác ăn có phải đến 70-80 bữa. Mỗi bữa khoảng tầm độ 20-30 người luôn. Đây. Đây là các bác cái là sôi lên cái là ok rồi đấy. Tiết nó khả năng mặn rồi nhá, đừng để ý gia vị nhá. Đấy, canh đắng đấy, thế là thành canh đắng luôn. Đấy, ngon không? Nhấc nách luôn. Lâu lắm rồi mới nghe thấy chú bảo câu nhấc nách. Cắt cho đoạn này ra, một miếng tét thử ra. Sống trên đời ăn miếng lòng lợn. Các bạn sướng không? Anh kia. Tét thử không? Cho tạm ứng này. Làm luôn. Cho bác ngàn miếng. Sĩ á, cứ khư qua này. Ngọt mịn luôn. Thôi được rồi, hãy thế thôi, không tí nữa mấy anh em ai cũng làm miếng thì chết. Không đủ, đông người lắm. Rồi, cất vào đây. Mấy mâm? 3 mâm. 3 mâm nào? 4 mâm này. Bà này. Tôi cho 3 mâm lên trước xong cái mâm kia là mình cho đồ ra đó. Ừ. Đã có đồ trong mâm. Đông người đấy. Nó chỉ cháu chè đi. Cho thằng mù miếng. Bảo nó há mồm ra. Này thì ắt được hơn nhá. Ắt được hơn nhá. Chứ ớt trộn chỗ nè. Hỏi nó có ngon không? Này thì có cá. Cá. Cháu phải lấy cái âu này để chia vào một tí nữa. Vâng. Nào, nhờ tí nha, đừng im nha. Tất cả đồng đội nha, im. Canh đắng ấy. Ui ôi, mà nồi này. Ôi. Nồi canh đắng này đã đời không? Đây có cho gừng vào đây không? Có ạ. Đấy, canh đắng này. Nấu tiết nha các bác nha. Nước luộc lòng nấu với cả tiết. Đấy, đẳng cấp luôn.
thế xem bê cái bàn kia nó để ra chỗ kia cái bày xem đủ ghế đủ nước ngồi. Đây nó chưa làm nước chấm nào không nhỉ? Chưa có. Có ớt không? Có, mới mang một lọ ớt. Bàn đặt đâu anh? Đây à? Đằng kia đấy chứ. Tách ra mà. Đằng kia đặt ra kia. Bàn này đặt đây, bàn kia đặt kia. Bốn mâm. Lông nhỉ? Tết à? Tết miếng lòng. Được, cho cái gì trắng. Đây, cho cái gì trắng đây, nhưng mà ra mà tết miếng lòng vào cùng cho nó. Chân dây trắng. Anh tên là lòng. Bé thôi. Dao ông ấy cầm ở tay à? Đấy, thái lòng đồ điếc nữa. Củ cải anh Sự kiểm tra sôi vẫn chưa là được rồi đấy. Đó, để múc canh đắng canh nhức lên là chia thịt ra được rồi. Đây là rau cải tím này, đấy, các bạn thấy chưa? Có lông rồi, đấy. Cái này mà cuốn với cả thịt bò, hoặc thịt treo, hoặc thịt lợn. Mà có thể lấy một miếng gan này, đấy. Cuốn vào, rồi. Lá này đâu, có gai cắm vào tay luôn. Chén luôn. Chưa đây, chưa cái thịt này nằm. Hả? Đặt cho vào đĩa luôn. Không đổ luôn đây. Đó phải bốc nhiều ấy. Bây giờ xúc thịt nhá. Anh chia cái này là ra thành 5 phần.
Hôm nay tiết là quá mặn. Tiết hơi mặn đấy. Ừ. Lòng nó mặn. Chị ca. À. Nó không đủ thịt đó, anh chia 5 phần mà anh đã chia 2 mâm mà đã bằng đấy rồi, còn 3 mâm nữa thì nó chia kiểu gì? Hả? Củ cải đây. Đây này, đây một mâm nữa à. Lòng ấy, xúc chỗ này. Đấy là đủ mâm đấy. Đấy, làm nước chấm nữa là ok rồi. Múc canh đắng cho vào đây, cho bát canh đắng vào giữa. Đấy, rau cải tím. Bảo lấy Âu múc múc canh đắng. Âu múc canh đắng. Âu múc. Âu kìa, múc canh đắng. Tủa về bảo các bà là tí nữa là ăn cái này này. Là lấy cái này cuốn vào ăn, chứ không phải bảo là ăn rau cải sống đâu, không biết đâu. Múc thêm vào, múc thêm vào. Pu pu à. Đấy, canh đắng. Đấy, múc mỗi mâm bát. Uống cho nó mát. Rồi, cho bát sốt vang vào giữa. Đấy, múc canh đắng này, mỗi mâm một bát đấy. Đội khoan đá cái thứ xong chưa? Đây, sốt vang này. Bát cho nó cho ơi. Một bát là múc sốt vang, một bát múc củ cải. Anh Tủa ấy, lên bảo bí thư với cả trưởng thôn là chuẩn bị nghỉ tay, cho anh em rửa tay ăn cơm. Đây, anh Sự ơi. Này đưa vào múc canh cải ra được rồi. Hả? Chưa được á? Đấy, múc sốt vang này. Mâm nào mà ăn nhiều canh đắng thì múc hai bát. Đây, bảo ông ấy bắt cái nồi canh đắng lên bếp ấy càng ngon. Cứ để lên bếp ấy. Đấy, em để luôn. Đấy, không cần phải đun đâu, cứ để đấy. Múc sốt vang này. Sốt vang mỗi mâm 2 bát. Thịt cho nhiều vào. Đấy. Hôm nay ngon. Ôi giời ơi, sốt vàng này quá đỉnh cao. Toàn cái gọi là cái gì nhỉ? Cái giải à? Hôm nay là gọi là ba chỉ. Này, úi, sủi tôi.
bà con dậy lần sau bà con không phải nấu thắng cố nữa mà cứ đầy đủ các gia vị vào là thành sốt vang đun dư lên. Ui rồi cho tí bột sắn dây vào nữa. Ôi, hôm nay khá đông nhỉ. Đông nhỉ. Bốn mâm à? Bốn mâm mà. Bốn mâm ạ. Không phải. Bác bí thư bảo cái gì nhỉ? Hôm nay bốn mâm à? Bốn mâm. Bốn mâm. Bốn mâm. Bác vào. Bí thư bảo mấy anh em rửa tay đi. Đĩa này cất đi này, đĩa này không dùng đến rồi. Ngon như cỗ cưới. Ta cưới còn không được như thế. Đấy anh em làm ổn không? Nếu mà bà con mà giúp gia đình làm như thế là ngày nào mà anh Thắng lê thì cứ như thế thì bà con thích giúp gia đình này. Giúp cả tháng luôn à? Có thịt ăn là đi giúp à? Cả năm luôn. Bí thư bảo bà con rửa tay đi, xong chiều nay tiếp tục lại còn hộ bà con hộ gia đình nữa đấy. Vâng ạ. Ừ. Ngày nay ngày mai. Cố gắng. Thế lúc nào thì mình đỗ. Hôm nay là anh Thắng là nấu cơm cho thôi, nhưng ngày mai thì bạn Tú bạn ấy sẽ nấu cơm. Đấy, bạn Tú là bạn ấy sẽ hướng dẫn luôn bà con ăn uống như nào nó sạch sẽ, nấu các thứ các món nó giống ở dưới xuôi. Đấy. Không bà con là thịt là toàn cho vào một nồi thôi. Mai ăn giả cầy ấy. Ở đây có ăn giả cầy không? Bà con đây là chưa thích bao giờ. Chưa đã ăn bao giả cầy bao giờ chưa? Vâng. Chưa được ăn. Chưa được ăn. Nhưng mà nóng nướng giả cầy là bà con ăn chắc không hiểu biết là mó gì đâu. À. Chắc không biết. Giả cầy á là thịt lợn. Vâng. Nấu giả con chó. Vâng. Đấy, gọi là giả cầy. Giả con vitamin cung cấp. Ui à, nào. Sao tung hỏa mù này. Ui sao chẳng chọc cháu này. Bắt đầu. Đâu cải tím ấy. Cái này là cải tím. Được chưa? Nào, Giáo à, ngồi đi. À, bảo gia đình ngồi đi. Đây anh em Nguyễn Tất Thắng với cả trưởng thôn với cả bạn Tú ngồi vào mâm này. À. Còn bí thư trưởng thôn đâu? Còn gia đình như thứ mới cả anh ngồi vào đi. Ăn bữa. Đi chị ơi. Đây trưởng thôn ngồi đây. Đây ngồi đây, ngồi đây. Ngồi gần trưởng thôn này có nhiều tuổi hơn Tú không? 1984 à? À tuổi con chuột. Mà mấy bác này công nhận là khoan đá đập đá được không? Được. Quá là... Tôi bảo là riêng về đá thì riêng ở Hoang Mạc Đá là vô địch rồi. Vô địch luôn đấy. Chưa từng thấy luôn. Anh cứ xe xuống để cho trưởng thôn với bí thư ngồi trên. À. À. Chỗ này là bàn thờ. Đấy. Để cho anh em ngồi lên trên bên bàn thờ này. Đấy chú sự vào đây. Anh ngồi đây anh sự. Em kế nữa. Vậy nên cho nè chú lỏ no ít trong một đưa hai em mù vào ăn cơm đi. Ngồi đây. Ngồi vào đi. Nè à, nè lỏ trong nào đấy. Dạo à. Cứ ngồi nó mỏ à. Ôi giời còn thừa mâm này. Mâm kia nào có ba người ngồi kia. Vẫn còn gia đình nữa. Gia đình có mấy người này. Tèo tèo thế nhở. Khoan đá khoan nhiếc đâu hết rồi. Đây ạ, đồ quần áo đây rồi. Còn có lấy xe rồi. Vừa nãy Tú ạ, tôi cũng nói chuyện với cả bí thư rồi. Thì sáng ngày mai thì bạn chiều bạn cứ ở đây. Đấy, tiếp tục khoan đá khoan nhiếc. Còn sáng ngày mai thì bạn Tú bạn sẽ vào. Còn em thì phải đi ăn cưới ở phía bên Tà Lủng. Đấy. Hôm mai thì có bạn Hiệp bạn sẽ hỗ trợ cùng. Ai thông báo cho bà con với cả bí thư với cả trưởng thôn. Hôm nay thì có bạn Tú và chủ kênh xe đồ kéo đến đây là hỗ trợ gia đình anh Phứ và chị Mỹ. Đấy, hai người mù làm nhà. Đấy và bữa hôm nay thì anh em đến đây cũng mới gọi là làm quen thôi. Đấy là rất mong rằng là sau này mai ngày kia rồi là nhiều ngày tiếp theo nữa sẽ
tiếp tục đồng hành cùng với bạn Tú để cho bạn Tú bạn tiếp cận được cùng với cả anh em với cả bà con. Đấy, và cũng chia sẻ được những cái khó khăn, những cái điều kiện của bà con ở đây. Trước khi bữa cơm hôm nay thì cho bạn Tú một tràng pháo tay. Nào. Lời. Bên kia đang chén rồi, không nghe thấy chuyện của anh em mình. Mà bà con cũng không hiểu tiếng anh em mình. Em xin phép thông báo cho các bạn bên kia để nắm được là hôm nay là có bạn Tú ở đây. Đây bữa cơm hôm nay là cho anh Thắng nấu cho anh em làm thì báo cáo cho báo cho bộ kia thì nắm được. Nè cho trâu này này, thông này mà tôi thông chỉ Tú này nữa họ phá trả luôn gói tụi mua trả chơi sao cho trò này mà tôi thông chỉ này nữa phá mà thì nó đi tinh mò đi mà tí lâu tháng này tôi ua rồi nên nhà bé sau đó cho ua cống này tổ chút thanh no này thì nay sau đó họ bao thì nó đi tụ này tôi chia từ trà ba tia lúc chơi này mà nay bao thì tụ tí lâu đi nay sau đó ta bao nhiêu giờ nay sau đó họ cho ít khó tiền bui ít khó tiền mẹ họ nay sau đó bao bao hả lâu bao ta bao đấy, cùng là người Việt Nam nhưng mà vẫn phải sử dụng phiên dịch. Thôi, mời anh em đi nhờ, nó mỏ à. Mời anh em chiến đấu nhỉ. Mời anh em đi ăn canh đắng này. Đúng rồi, cho anh xin miếng canh đắng này. Không đọ lên anh sự ăn nữa rồi, chưa đủ đâu. Anh em ở đây là làm nào mà, đây là bát đũa là mà cũng cho bà con đấy. Đấy, nên là bà con là có bát có đũa này, ăn sạch sẽ đảm bảo. Ừ. Dùng đi, uống tí canh đắng lấy cho bí thư. Hôm nọ được uống rồi nhỉ? Lần đầu nhớ mãi. Bữa này bữa thứ hai rồi đấy. Uống nó khai vị. Được. Múc cho anh Thắng nữa đi. À được. Đấy, còn nhiều lắm nhỉ, trên bếp còn đầy nhá. Thôi đã, hỏa mù. Dùng đi, anh em dùng đi. Bảo anh em là anh Thắng là cái này là tí nữa cuốn với thịt ăn. Vâng. Cho ẩm lâu ra chút thì nó mốc thư à, cay nó à. Được không bí thư? Bác bí thư. Canh đắng thế nào? Nếu mà là hết bá này là trung ruột ấm hương chút. Cho chú đi. Củ cải này của nhà anh Bí Thư rất là ngon. Bữa trước là cũng ăn một lần. Rồi. Rất to. Canh đắng nha các bác. Uống đi. Tí nhổ đi một bao đi. Đến rồi của mấy tuổi là mà đi đâu? Mà đi huyện để ăn. Tiết hơi mặn. Ai chở ra cho. Hôm nay là tiết rồi, mua của bọn này. Nhổ này. Không lấy. Muối rẻ. Hơi mặn. Thế là người ta ở dưới người ta pha muối à? Họ hãm ấy. Lòng muối nhiều quá. Ừ. Như hôm nay mình ăn là khói có cả khói luôn nhá. Ừ. Mây. Ừ. Ôi. Tạo thôi, nó có bảo mây luôn. Tắt lửa đi cả. Nhấc cái chảo kia ra. Ừ. Nhấc cái chảo xuống cơ thì nó không khói đâu. Ừ. Bỏ cái chảo ra ngoài đi. Không cứ nhặt lên đặt lên chảo. Mở mắt. Ừ, nói rồi. Bữa cơm này các bạn cũng thấy được rồi đấy. Cơm là đây là sốt vàng này, bò này đấy, đấy. Rau cải có lông ấy, cẩn thận luôn, chọc vào tay luôn á, ăn cay lắm. Cứ làm miếng cuốn thịt cuốn sốt vàng ăn và miếng sốt vàng. Cứ nói thật với cả ông Tú là ở bí thư đây cũng biết trong này bà con là cứ đám ma mới có thịt bò ăn phải không nhở? Phải ma mới có thịt bò ăn. Ba ngon đấy.
Cái đám cưới có thịt bò không? Có không? Có đây. Đám cưới thịt lợn này. Đám cưới chỉ có thịt lợn. Đám cưới này, thịt trắng này này, nó luộc luôn. Luộc. À. Đây đám ma mới có thịt bò. Có là đây không có đấy. Đám ma có nhà không có nhỉ? Thế đám ma cỗ to hơn đám cưới à? Ừ. Đám ma mặc đẹp hơn đám cưới nhỉ? Không. Hả? Đám ma có ấy. Có nhiều nhà mặc đẹp lắm. Có trong thị trấn mới mặc áo đẹp. Không. Trong thôn bản. Ôi cải cay quá. À. Như mùi tạp. Củ cải này có thời gian mình nhổ ra xong mình thái mọng phương khô. Phương khô ăn ngon. Rồi, Thắng ăn bữa cơm hôm nay buổi trưa. Nay là tí nữa Thắng lại di chuyển ra ngoài để bàn giao tiền cho cháu Tủa trong cái chương trình mà hai nhà tại Hoang Mạc Đá ở phía bên thôn Quán Xí. Bây giờ Thắng sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé.